Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đã chính thức khai mạc triển lãm nghe nhìn thường niên AV Show 2015 tại Hà Nội. So với kỳ AV Show diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 9 năm 2015, triển lãm lần này ở Hà Nội có quy mô nhỏ hơn và số lượng thiết bị ít hơn, nhưng cũng đã đem lại cho những người yêu công nghệ thủ đô một bữa tiệc âm thanh và hình ảnh mãn nhãn. Triển lãm là nơi quy tụ hàng chục thương hiệu audio nổi tiếng trên thế giới như Karma, Dispassion, Magico, Mark Levinson. Tại AV Show 2015, các tín đồ âm thanh có thể được thưởng thức âm nhạc tại những phòng nghe nhạc được sắp đặt theo đúng chuẩn của một phòng nghe cao cấp. Tại triển lãm cũng xuất hiện nhiều mẫu loa di động, loa tầm trung và tai nghe cao cấp đến từ các hãng quen thuộc như Cambridge Audio, Shure. Không chỉ đa dạng về phần nghe, AV Show 2015 tại Hà Nội cũng trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ hình ảnh mới như màn chiếu không viền của Sony có thiết kế mỏng 3mm. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2015 tại khách sạn DU Hà Nội.